Nhìn bên ngoài xe đẹp với nhà cao, mấy ai hiểu gian truân nghề giám đốc, đứng mũi thuyền đương đầu bao tô lốc. Đời doanh nhân chịu gian khổ thật nhiều, hàng ngày ăn cũng chỉ có bấy nhiêu, nhưng phải lo bằng cả trăm người khác, trách nhiệm nặng vai làm sao thoái thác. Ngày phát lương hàng tháng né được đâu, công trình này khách nợ cũng đã lâu, còn khoản kia chẳng cách nào đòi được. Tới hạn ngân hàng chạy xuôi chạy ngược, gom khắp nơi mong đáo hạn kịp ngày. Cứ làm đi rồi sẽ có tiền ngay, nghe khách phán về mất ăn mất ngủ, nhắm mắt nghe theo đã bao lần lĩnh đủ. Giờ buông ư, bao công sức bấy lâu, sung túc đấy nhưng nào có sướng đâu. Để thành công biết bao điều đánh đổi, chút thảnh thơi thôi cũng hiếm khi có nổi. Suốt quanh năm chỉ lo chuyện kiếm tiền, rồi những chuyến đi công tác triền miên, cả chục tiếng ngồi xe lưng đau nhức, chặng đường xa bao hiểm nguy chờ trực, vẫn quyết đi chết có số lo gì. Chẳng đùa vui bên con được mấy khi, trông em nhé bố hôm nay tiếp khách, khuya về ngắm các con lòng tự trách, mình chẳng làm tròn bổn phận người cha. Và đằng sau những thành công được ngợi ca là những phút giây vô cùng đơn độc, cảm giác lo âu cứ dâng lên bỗng chốc, những nỗi buồn chẳng chia sẻ cùng ai. Vẫn bước đi tin tưởng ở tương lai, vượt tiếp chặng đường gian nan phía trước, tự nhủ lòng không bao giờ lùi bước, để xứng danh hai từ ấy, doanh nhân.